Đây là cảnh của chùa Từ Quang, Dothan, Alabama. Từ Quang Meditation Center, Alabama. Come visit my friend, beautiful. Beautiful here. Breathing, see the blue sky, vast universe. And the monk is working hard on the meditation hall project right here. And the Quang Âm Garden. And the welcome gate. With the Huế style, Nhà Rường style. Trời ơi, nắng lên quá đẹp. Mình nó vừa lọ vàng rồi ấy. Đúng rồi. Coi như là mình là cái cổng có thể là đẹp nhất nghe hay. Không, đã độc đạo nhất, mình nhận khen đẹp, độc đạo thôi. Độc đạo và đơn giản nhất. Trụ điện. We're using the electric pole, last forever. Dễ sờ, ở dưới dinh lết đẹp, dễ sờ luôn nghe. Ồ hả? Nhìn cái đá ngoắc lên trời giống như là cái